Gia đình nói đầu tiên hiện hữu sẽ được gửi đến gia đình và quý bà con cô bác, lời chúc sức khỏe, lời chào tương thương và trân trọng nhất. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, hiện hữu cũng xin được gửi đến tất cả quý vị với một bài tân cổ được mang tên Lòng Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hey!
thật cảm ơn quý ông bà cô bác rất nhiều, và hiền hậu Trâm Đạt cũng được những người cô người chú các anh các chị đã có tặng cho hiền hậu những cái lòng yêu thương. Một lần nữa xin thay mặt anh em nghệ sĩ nhạc sĩ chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.